Con có thương ba không? Alo, alo đi con, alo đi. Alo, bóng hả? Alo. Alo. Con đang ở với ai đó? Con nhớ ba không? Con đang làm gì đó? Thúy ơi. Alo, Vũ, alo. Alo. Con ở đâu đó? Thế con có nhớ ba không? Ba nhớ con lắm đấy. Ồ, vậy con hát cho ba nghe đi. Ba thương con đi, con hát cho ba đi. Hay là happy birthday đi con. Happy birthday đi. Thế con đang làm gì đó? Con đang đánh đàn à? Con đang đánh đàn à?